Ngày hôm nay mình sẽ thí nghiệm cho cái con mèo này biến thành thiên thần thì sẽ như thế nào. Voila, nhân dịp Tết đến xuân về, mình mới khai trương shop vòng quay may mắn game Roblox cùng với nạp Roblox uy tín chất lượng nè, nhanh chóng nè. Mọi người ủng hộ cho Vinh nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hãy vào ngay vinmcroblox.vn. Đầu tiên, mình sẽ xem video của người ta thực hiện trước. Hello, yo, và chào các bạn. Mình tên là Vinh đây. Ngày hôm nay, mình sẽ xem một cái video hướng dẫn cho cái con Chucking Zoom này biến thành thiên thần có cánh. Khi mà mình xem xong cái video này á, thì mình sẽ vào game mình làm thử coi có thành công không nha. Giờ chúng ta bắt đầu xem nha. Đầu tiên á, là cho cái con mèo này ăn hai con thạch sùng và cho nó uống 2 ly sữa và 3 con gián. Quẩy trưởng gì? Tiếp tục là cho nó ăn cá hộp phải không ta? À, 5 cá hộp cá. Rồi cho nó đi tắm. Ok, đi tắm cho sạch sẽ mới biến thành thiên thần được chứ, đúng không? Đó, rồi tắm xong đi ngủ à, mới trở thành thiên thần được nha. Ok, xong rồi, ngủ xong đi vô chơi game. Trời ơi, sao mà cái công đoạn biến thành thiên thần sao mà nó khó khăn quá vậy? Như vậy là mình phải chơi cái trò điều khiển cái con mèo này được 1000 điểm mới trở thành thiên thần được. Ok. À, thiên thần á thì sẽ liên quan tới bay nha. Kiểu thiên thần có cánh á là mình phải học bay ở trên trời trước cái đã. Nên là anh chàng này anh ấy sẽ chơi cái trò bay bay đó. Không biết á là chơi bao nhiêu điểm sẽ trở thành thiên thần ở trong cái tựa game này. Trời. What? Bạn ơi, anh bạn này chơi tới 992 điểm luôn rồi nè. Quái trương thiệt chứ. Trời ơi, cái này chơi hơi bị lâu luôn á nha. Mà chơi phải hay lắm. Ôi, như vậy là phải chơi tới 1000 điểm nha các bạn, phải không? Ừ ha. Đúng rồi các bạn ơi, phải chơi tới được 1000 điểm. What? Tôi mới thành công hay sao á? Trời ơi, khó lắm luôn á mọi người. Rồi một lát tôi chơi, biết tôi chơi bao nhiêu lần tôi mới làm được nữa đây. Sau khi mà chơi cái trò bye bye xong á thì tới chuyên mục là uống cái chai thuốc nha các bạn. Cái này là chai thuốc độc nè. Trời ơi, cho con mèo uống vô. Rồi sau đó mình cho nó uống thuốc giải nha các bạn. Đó, thuốc giải nè. Đó, thì nó sẽ trở lại bình thường. Đó, khi mà nó trở lại bình thường. What? Các bạn để ý thật là kỹ nha. Anh bạn này có tới 999 chai thuốc độc. Kiếm đâu ra 999 chai thuốc độc vậy nhỉ? Rồi, cho nó uống nữa phải không? À, là sẽ cho nó uống thuốc độc. Rồi cho nó uống thuốc giải. Cứ lặp đi lặp lại 1000 lần nha các bạn. Đó, làm như vậy là tới 1000 lần đó. Đợi cho cái con mèo này biến thành thiên thần, chắc lúc đó mình già 100 tuổi luôn rồi quá. Coi nè, các bạn nhìn râu của mình nè, râu mọc trắng hết trơn luôn. Nhưng mà râu của mình mọc rất là độc lạ luôn nha. Chỉ còn duy nhất một cái chai thuốc giải thôi nha các bạn. Ok, sắp chuẩn bị biến thành thiên thần rồi kìa. Ờ, không biết là sẽ như thế nào đây. Từ từ. Có cánh kìa các bạn ơi. Có lẽ nào là... Oh my god. Biến thành thiên thần luôn rồi kìa. Wow. Xịn thế nhở coi. Còn quẩy cánh nữa chứ. Rồi bây giờ là mình sẽ vào game. Mình thử những cái cách này coi có biến thành thiên thần không nha. Ok. Hiện tại là mình đã vào game rồi nè các bạn ơi. Các bạn đã thấy là mình chỉ mới đang có 10 vàng thôi đúng không? Thì làm sao mà thực hiện được đây? Bum ba bum. Ta-da. 6 6 6 6 3. Như vậy là đủ tiền rồi. Rồi, hồi nãy là mình đã mua được 3 con gián rồi nè. Mua 2 con thằng lằn. Và tiếp theo là mình sẽ mua 5 cái hộp cá nha các bạn. 1 2 3 4 5. Ok, giờ bắt đầu cho nó ăn trước nha. 3 con gián. Đó, nguyên liệu đầu tiên là phải 3 con gián và 2 con thằng lằn. Rồi. Và 5 cái hộp cá. Cái này mình không biết là gọi là gì đó, hình như là giống cái hộp cá hơn. Đó. Và cho nó chơi trò chơi đúng không? Quên tắm chứ. Phải cho nó tắm mới được nha các bạn. Ok, tắm rồi sạch sẽ cái coi nào. Rồi đi ngủ. Đó. Đúng công thức. Không biết là nó có biến thành thiên thần hay không, hay là nó biến thành ác quỷ.
Ok, cho nó chơi đồ chơi ha. Rồi. Ok. Và các bạn biết gì không? Là tôi phải chơi làm sao á mà cho cái con này bay được 100 điểm luôn nha. Hiện tại đang là 5 điểm nè, 6 điểm nè, 7 điểm nè. Nhưng mà chơi biết khi nào tới 1000 điểm rồi. Lúc đó là mình già một râu luôn quá. Rồi, các bạn hãy nhớ bấm like cho video này nha, để cho mình cố gắng lên được 1000 điểm, để cho cái con này biến thành thiên thần. Rồi, mình chơi được. Hồi nãy mình chơi được có 40 điểm mà biết khi nào lên 1000 đây. Thôi cố gắng lên. Ôi trời ơi, bây giờ mình mới lên được 100 điểm nè các bạn ơi. Biết khi nào mới lên 1000 điểm đây. Oh my god, và các bạn đã biết tên gì chưa? Mình chơi gần 1000 điểm rồi nè các bạn ơi. Ôi trời ơi, mình ngồi mình chơi 1 tiếng đồng hồ mình mới chơi tới nơi đó, đó nha các bạn. Ôi nên là các bạn hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh nha. Trời ơi, tôi chơi lâu lắm luôn á, mới lên được gần 1000 điểm á nha. Ôi god, cậu lên đừng có chết. Ôi cậu lên, cậu lên. 998 998 990 rồi. Đợi công sức của tôi nãy giờ tôi chơi. Ôi 996, 997, 998, 999. Một ngàn rồi các bạn ơi. Trời ơi, ok, đó chính là mình đã đủ 1000 rồi nha các bạn. Ok à, như vậy là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Chơi trò chơi xong rồi đó nha. Tiếp theo là mình sẽ mua 1000 cái chai thuốc độc và 1000 cái chai thuốc giải, hay còn gọi là chai thuốc hồi máu á. Đó, mình sẽ mua 1000 cái nha. Trời ơi, 1000 cái. Trời ơi, các bạn thấy không? Tiền của mình nó đang bị trừ rất là nhanh luôn kìa. Ok, 600 cái rồi, chưa đủ nữa. Nhưng mà mình gần hết tiền luôn rồi các bạn ơi. Rồi, hết tiền luôn rồi. Bây giờ mình sẽ biến cho nó biến thành nhiều tiền nè. Voila. Ok, thoải mái nha. Tiền của mình nó nhiều lên rồi nè. 195 cái chai thuốc rồi, còn 5 chai nữa. 996, 97, 98, 99, 1000 đã đủ rồi nha. Nhưng mà còn chai thuốc giải nữa, chai thuốc giải nữa thôi. Yes, như vậy là đã đủ 1000 luôn rồi nha. Bạn có mong chờ là nó sẽ biến thành thiên thần không? Trời, uống thuốc tầm nè. Tiếp theo là mình sẽ cho nó uống thuốc giải nha. Thuốc giải nè. Ok, nhưng mà còn 999 chai nữa, mình sẽ cố gắng cho nó uống hết 1000 chai luôn. Oh my god, mình đã cho cái con mèo này uống gần hết luôn rồi nè, bây giờ chỉ còn 1 chai thôi. Đấy, mình sẽ cho nó uống 1 chai thuốc độc nha. À, uống thuốc độc xong, chúng ta sẽ cho thuốc giải. Ôi, chỉ còn 1 chai giải cuối cùng nữa thôi. Để xem có biến thành thiên thần hay không đây. Wow. Ôi, cái gì vậy? Ôi, nó đang bay luôn kìa các bạn. Wow, có đôi cánh luôn kìa. Có hai cái con chim đang bay luôn kìa. Vinh ơi, tôi sẽ cho ông một cái điều ước. Ông hãy ước đi. Cái con mèo thiên thần này nó muốn cho mình một điều ước các bạn này. Thì tôi muốn có một cái điều ước, đó chính là các bạn fan sẽ nhấn like cho video này và một nút đăng ký kênh để lì xì cho Vinh vào năm nay nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ là tạm biệt các bạn và bye bye mọi người nha. Bye bye.